Ông xã Quy đang mê cái xe này nè, ông gặp cái xe này ông hỏi người ta nè. Nó cao nó dài lắm cả nhà. Nhìn cả nhà nó dài nè. Mình đi nè, mình đứng ngay tới đây nè. Cái bóng của mình nè, thấy không? Cái bóng của mình là trên xe nè. Mới tới cái thành cửa đây đó. Cái hiệu xe nè. Quyên xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh của Quyên Cuộc Sống Đức. Hôm nay bất ngờ lắm cả nhà, hôm nay là thứ tư thì mình đi qua bên nhà trọ mình làm á, thì ở đây gặp được cái chị người Việt. Chị này là tạo bất ngờ cho Quyên là chị đến hồi buổi chủ nhật, thứ hai, thứ ba, bữa nay thì chị đi, chị ở lại 3 đêm. Mà chị có hỏi cô nhân viên mình chừng nào mình qua á, thì do là Samira về thứ hai thứ ba nên mình không có qua đây. Thì hôm nay thứ tư mình mới qua, thì mình cũng không biết chị, chỉ biết mình qua video thôi. Thì chị có gửi quà cho tụi nhỏ gia đình Nguyên á. Bất ngờ xúc động cả nhà. Mình với chị chưa bao giờ nói chuyện, cũng không thấy mặt, không bao giờ biết tên luôn. Chị nói chị coi video mình khoảng 2 năm trước á. Chị biết được cái địa điểm đây, chị đi du lịch thôi. Chị ghé chị gửi quà. Cái quà thì mình có thể mình mua được, nhưng mà cái tình cảm mình không có mua được, nó vô giá. Thì mình rất là xúc động. Đây là quà chị tặng mình. Cho mấy đứa nhỏ. Cho bánh chocobai, cà phê G7. Cái này là cái này là trà sữa gì, cái này là chắc là phơi mô màu tím nè. Còn xương sáo màu trắng nè. Xương sáo đen, chị nói chị thấy Lian thích ăn cái này chị gửi. Dạ, đón cho đi. It's not the same food video. Oh, that's good chewing it. Yeah, that's a jelly. They get sent from the Vietnamese, this one here. Oh, but that's from my kid nè. Chị để ý chị nó thấy gia đình mình thích ăn cái này mà mua cũng khó, chị mua luôn, chị mang về gửi tặng cho mình. Còn này là chị nói là cái trà xanh gì nè, chị kêu mình lên trên mạng coi cách làm. Đây cũng nè. Rồi chị mua cho mình nhiều mấy cái này lắm, chủ là cho mấy đứa nhỏ nó ăn thôi cả nhà. Với chị cho mình 2 bịch bánh xèo. Mình vui xúc động lắm, tại vì có những điều tiền bạc không có mua được. Chị cũng không nói với mình nữa, chị đặt phòng qua bên dịch vụ booking á, chứ không phải qua ông xã mình. Nếu mà qua ông xã mình thì mình cũng biết rồi. Còn qua bên dịch vụ, qua một cái dịch vụ mà cho họ đặt á, thì mình không biết. Chị đến rồi chị nói chuyện với cô nhân viên, cô nhân viên hỏi mình chừng nào qua, thì mình cũng vô tình mình nói là tuần này mình không có qua, thứ sáu mới qua. Cuối cùng thứ tư mình qua được, mình gặp chị được, tạm biệt rồi đi về cả nhà. Nói chuyện chị em nói chuyện được 50 phút rồi đi về rồi. Em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Dù không có máu mủ ruột thịt, cũng không bao giờ nói chuyện gì hết, nhưng mà chị cho em gì là chắc là suốt đời em ghi nhớ chứ không bao giờ quên. Cái này chị cho ông xã Quyên á. Nhưng mà thực tế là Quyên ghiền cái này lắm. Cả nhà không thấy Quyên quay video không, nhưng mà Quyên ghiền cái món này nè. Quyên có đặt 2 hộp ở nhà rồi. Chị không có thấy là Quyên uống, nhưng mà chỉ vô tình chị tặng thôi. Nhưng mà Quyên rất là thích cái món này. Hôm nay thì Quyên qua đây thì Quyên chỉ nhổ cỏ, rồi làm một số việc lặt vặt sửa chữa thôi. Tại nha, cô nhân viên cũng quay trở lại rồi với cái người phục vụ á. Một chút nữa thì Quyên đi sang nhà mẹ Quyên á, để Quyên coi cái cây cà chua 300 trái của mẹ như thế nào. Ngồi cả nhà đi với Quyên nha. Bây giờ Quyên đi làm lại, tiếp tục cho xong việc. Khoảng 1 giờ chiều thì Quyên mới xong. Đây, Quyên chia sẻ quà của Quyên cho cả nhà xem đó.
Quyên tiếp tục đi làm nha. Thì hàng năm ở nhà Quyên trồng cái loại hoa này tại vì nó lên nó sống nó tới nó kéo dài thời gian á nên nó đẹp. Nó lâu tàn nghi dễ, nó không cần chốc gì chân á. Nhìn đẹp lắm. Thì nó có màu trắng, màu vàng, màu hồng nha, màu trắng, màu đỏ, màu hồng. Thì Quyên mua Quyên trồng á là một cái chậu hồng giữa bốn góc là màu đỏ. Mà cuối cùng thì ý trời cái chỗ này nó không lên nè. Bởi vì trồng cây tưởng nó dễ, nó không có dễ. Trồng cũng đề co lắm, cũng có ý tưởng lắm nhưng mà nó không có ý tưởng, nó không thành công. Bên này thì nó cái chậu mà cái cây hồng nó chưa phát triển nhiều, ý là Quyên nó cho nó hồng mà xung quanh đỏ đó. Bởi vì có tay trồng mới được, còn khơi khơi là nó không có lên đâu, nó không có đẹp đâu. Bởi vì cả nhà thấy Quyên không, trồng cái bông đơn giản mà cũng không có thành công nữa. Hiện giờ thì Quyên đang ở tiệm bánh ngọt á. Tiệm bánh này gần chỗ nhà nghỉ dưỡng của Quyên khoảng mấy trăm mét, đi bộ là tới rồi. Cái tiệm bánh này thì ông xã Quyên thích ăn, ảnh mua bánh đem qua cho mẹ. Thì mẹ cũng không có thích ăn bánh ngọt, bây giờ mẹ cũng hạn chế đó. Một miếng gì thì khoảng gần 80-90 ngàn một miếng cả nhà, hơn 80 ngàn. Đây có nhiều loại bánh lắm. Đây là cái bánh táo, bánh mứt mận. Cái này hồi trước Quyên có xin công thức rồi mà chưa có dám chia sẻ với cô chú anh chị, tại vì không có thích, không có biết làm bánh, sợ chia sẻ rồi không có chuyên nghiệp á, rồi không biết cô chú anh chị xem không có làm được không nên chưa có dám chia sẻ nữa. Quyên kính mời cô chú anh chị và các bạn lên thăm mẹ Quyên với Quyên với anh Peter nha. Kaffee fertig? Vom Stoffer. Bewegung machen. Bewegung. Du laufst hier nicht mehr. Bitte komm hoch. Ich kann das schon bei Fall, Papa. Noch ein Schüler oder ist das? Nein, das. Noch eine. Nur die vier hier. Wo steht das? Ich hab es hier. Komm schon da. Ja. Mama. Kaputt. Was ist kaputt? Der Fahrstuhl ist kaputt. Ja. Hallo, hallo. In der Küche. Ja? Das macht Hallo. Kleine, das ist sehr schick für uns. Bleibt so süß, ja? Finde ich so süß hier. So nicklich. Das ist Schleierkraut. Nicklich, ja. Quay trở lại ngôi nhà của mẹ. Đây là cây cà chua của mẹ mình. Mẹ mình nói 300 trái ra cả nhà. Công nhận nha, mẹ xiên thiệt luôn á. Đếm được 300 trái cà chua luôn á. Bây giờ leo của mẹ kìa. Mẹ kêu qua hái, hái cho được. Giờ hái chắc bị đánh quá. Tưởng là nó lớn lại nhà này xíu à. Sẽ xì khúc mà tụi má đâm phương mama. Không rảnh chứ để anh đếm lại à. Không nhận ngay chậm chậu mà hay ghê lên, cái chậu đâu bự đâu cả nhà, chậu xíu. Spandesis. Yeah. Und hab nur drei Kuchen. Da habe ich schon, also so 10 Stück habe ich so ungefähr.
Phía xin xuất. Mẹ nói mẹ đếm là kỹ là có 260 trái à. Đó, còn cái kia là dưa leo coi mấy cái. 1, 2, 3, 4, 4. À, nhiều lắm, ở dưới còn cà chua, dưa leo dưới nữa cả nhà mình không thấy. Không mà. Nur nur ein kleiner Topf. Nur ein kleiner Topf, wa? Ja, super, Mama. Gut gar. Auf dem Döner, Dünger, ne? Immer, ne? Aha. Ein Foto. Meine kleine Schwiegertochter. Kleiner, ja. Ja. Ich bin so klein. Dagegen ich, ja, da bin ich doch ein Stückchen größer. Ja. Zack, zack, zack. Bleib mal mit dem Finger rein und gucken wir so raus. Genau, ist prima. So. So, alles klar. Ja, die muss man das auch mal. Die das tun. Wann noch lang. Sag mal, ich habe keine Untertasse. Ach, brauche ich nicht. Nee. In Vietnam, das, wir essen Kuchen genau das auch. In Vietnam ja. Essen wir die Kuchen genau das. Ja? Ja, mhm. Genau das macht. Wann noch lang. Ja. Bạn làm ein bisschen kühler, weil die Oma ein bisschen look hier sehr schön, ne? Ja, ich habe auch sonst so einen Ventilator, habe ich auch, aber noch ist mir das nicht zu warm. Da halte ich noch so aus. Mama, wir sollen ja Strom sparen. Ja, Strom sparen. Ja. Ich in den. Mama, kannst du erklären, wie, warum Mama macht so die Tomaten wachsen sehr gut? Ja, und weil es hier warm ist. Es ist Sonne, ja. Sonne und warm. Und kommt kein Regen ja. Ran, die mögen ja keinen Regen von, ja. Von oben. Und dadurch wächst das alles so. Der war nicht richtig drauf, der Deckel, Uli. Ja. Schief drauf gemacht gehabt. Ja. Nein, ich war richtig, ne? Das ist möglich, ja. Nur Handtaste, ne? Ja. Und bei uns habt ihr ein bisschen Durst hier und Verschwerfstoff. Ja, die wollen kein Wasser von oben haben. Ja, ich ja. Habe schon mal Deck auch, aber ja. Bei uns Sonne nur ein bisschen kurz morgen cool. Und, okay, ist fast den ganzen Tag Sonne und das mögen die. Tomaten? Ja, ja Tomaten bei uns ja. Nur hab ein, zwei Stunden Sonne morgen cool. Ja. Nacht nicht. Ja. Aber komm noch. Ich habe auch einen Topf, aber ein bisschen größer ist so. Aber mach nur Schwäbchen. Aber du hast es los. Aber du hast gekauft oder gepflanzt. Gekauft so, oder? Ja, das sind zwei Pflanzen. Die, hab ja. Ich, die waren schon so groß. Ja. Und da sind zwei Pflanzen, habe ich nebeneinander im Topf gepflanzt. Und sonst mache ich immer die Triebe alle ab. Ah. Und dieses Mal habe ich drei Stück stehen lassen. Deshalb ist das so ein großer Busch geworden. Ja. Ja. Aber warum musst du zwei Stück? Nur eigentlich auch nicht. Eine an für sich, ja, aber ich wollte mal ein bisschen mehr. Sahne? Ja. Zwei Stück Tomaten? Ja. Dann Toppe? Ja. Reicht, ne? Mhm. Siehst du, ja. Du auch Sahne, Mama? Nein, danke. Du weißt schon nicht, es mal passt nicht. So, na dann ja. Lassen wir uns das schmecken, ne? Ja, dann raus. Ja, siehste. Petra, was Neues mit ihrem Bau, ne? Ja, sie fangen jetzt hier, die Tage fangen sie an, deshalb kann sie nicht hier in Urlaub kommen, sonst sollte sie ja in Urlaub kommen. Ach so. Und nun, da müssen sie dabei sein und das ein bisschen überwachen. Mhm. Ja, ja. Ja, hat sich da, Chris hat sich da schon ein Zimmer gemietet, dass er dann vor Ort ist, damit sie keinen Pfusch machen. Ja, und Petra, kann dann auch keinen Urlaub nehmen, die ist bloß alleine, ihre Kumpeline. Ihre Kumpeline, die hat ihr wieder den Urlaub vermiest. Ach, ja, hat sich krank schreiben lassen und ja. Nur ist er dann ganz alleine und dieses Jahr aber Beta kommen nicht so und so. Nee. Die bauen und bauen jetzt noch, ne? Ja. Ja. Aber wenn es fertig ist, dann will sie mich dann mal abholen. Ach so, das ist Prost. Ja, Prost. Wenn er nicht zu stark geworden ist, der Kaffee.
Genug. Ich habe schon das abgestellt, wo ist noch Wasser drin. Ja. Und der noch schwächer, der ist ganz schön schwach. Schwach? Ja. Nur wird verrückt. Ich habe schon vier so eine Maß genommen. Mhm. Was ist das aber? Sechs sind bei einer Kanne voll, ne? Sag mir, wir machen nur passen acht kleine Tassen rein. Mhm. Weil dann weiß ich nächstes Mal Bescheid, dass du den stärker haben willst. Kein Problem. Mama, du musst auch nicht wieder das sparen. Du musst sparen. Ja? Mit der Sache eben mehr. Nee, ich habe mir jetzt, wir waren ja in Polen, habe ich mir wieder Kaffee mitgebracht. Ein Kilo Kaffee kostet 8 Euro und noch ein bisschen. Mhm. Und zahlst du da über 20 Euro für. Mhm. Für ein Kilo. Ja, dann habe ich mir gleich 2 Kilo mitgebracht. Dann habe ich dann ein bisschen Vorrat. Nächsten Monat fahren wir ja wieder hin. Das ist dann das letzte Mal in diesem Jahr. Ach so. Dann bringe ich mir noch mal 2 Kilo mit und dann reicht das eine Weile. Mhm. Entschuldigung. Verflucht, ja. Wissen. Dann wollen die doch die ganzen Preise erhöhen, wa? Strom, bei Wasser, uns, bei uns, Gas. Ja, ich möchte wissen, was das werden soll. Ja. Mama, bei 100 Kaffee, wenn du Kaffee willst, du weißt, was ich eben bringe, das ist Mais. Die Mais, kenne, und sie macht ein bisschen Brot, ein bisschen dunkel, dann da so. Dann du trinkst, schmeckt, du weißt nicht, das ist Mais. Ich esse Mais, ne? Ich komme ja, diese Kolben kaufe ich mir das öfter. Das? Die betrügen in Vietnam mit dem Kaffee. Machen wir Mais mit Rösten, Mais so, mit Rösten. Ach so. Mhm. Dann schmeckst du gar nicht. Denke, du das billig. Aber du siehst nicht nur wie Kaffee, weil ich schon. Ach, so, das schmeckt, das ist mir ja egal. Wenn ja. Von Mais. Ja. Mein Macher Braten ein bisschen schwarzen dazu. Mhm. Ach, betrogen wird überall. Bei uns wird auch so viel betrogen. Und wann hast du schon Termin zum Umzug oder noch nicht? Am 15. September kriege ich die Schlüssel. 15. September. Am 17., 18. wollen die kommen und aber einen Tag zuvor schon dort ein bisschen sauber machen und so weiter. Mhm. Ja. Wenn wir wieder habt, sei denn hier gemacht. Ja, der war schon hier zur Wohnungsvorabnahme. Geguckt, ob alles in Ordnung ist oder ob ich was kaputt gemacht habe oder was verunstaltet habe. Mhm. Ja, gemalert werden muss wieder 490 Euro. Musst du bezahlen, ne? Ja. Wieso ja. Das denn? Ja. Malen, nee. Das noch nicht. Eigentlich laut Beschluss nicht. Da kommen so oft, kommen sie rechts rein, die musst du nicht bezahlen. Oder? Warum nicht? Nein, musst du nicht bezahlen. Musst ja, du nicht bezahlen. Ja, jetzt wären wir denn darum. Nein, das, auch wenn selbst wenn es im Mietvertrag drinsteht, das musst du nicht bezahlen. 100 Pro. Glaub mir das. Das musst du nicht bezahlen. Glaub mir das. Ich habe bisher immer bezahlt. Ja, dann hast du mir verkehrt gemacht. Dann frag mich doch mal. Du musst nicht bezahlen. Ja, wo muss ich mich da hinwenden? Muss ich mir einen Anwalt legen oder was? Du brauchst bloß auf den Anwalt hinweisen und du brauchst nicht bezahlen. Du hast dich kundig gemacht und schauen, er kennt ja seine Gesetze auch. Sie müssen mich jetzt nicht. Nee, also bezahl bitte nicht. Die Zahlen, ne? Màu đẹp nè cả nhà, nhung á, nhung tím, nhung đen, tím than á. Thấy ở ngoài nó màu đen nhưng mà ra nắng màu tím nè cả nhà, thấy tím hay không, đẹp quá. Mẹ mình dọn nhà đi á, thì tháng 10 mẹ dọn mà mẹ nói giữa tháng 9 là mẹ có chìa khóa rồi. Không biết mấy cây có thì mẹ có đem theo không nữa. Không có đem được thì xin. Mấy cái này là Quyên tặng cho mẹ nè. Nó bằng đêm nó sáng á. Mấy cái bông giả đó. Nó đèn năng lượng mặt trời. Mẹ không đem theo được là xin đó cả nhà. Nhỏ xin xỏ này nó qua đó mẹ ơi. Ông xã Quyên với mẹ Quyên á đang nói về cái việc mà mẹ Quyên phải chi trả tiền sơn lại đó, ông xã Quyên nó không có cần.
mấy người già này á, khi bị người ta gạt hoài à, do đó thấy tội nghiệp mẹ. Mẹ này mẹ của Uyên để qua thiệt qua giả lẫn lộn, giả thì không biết nữa, giả trời ơi tưởng thiệt không à, giả không á cả nhà, tưởng thiệt, còn bên đây qua thiệt đó, này giả thiệt. Mẹ của Uyên ngồi trẻ đó, ngồi đó, rồi anh Peter đó, còn cái kia là Petra với Gabi là hai người em của anh. Mẹ cái này là chắc Samira quá, mặc cái váy này Samira quá. Deine alle Pflanzen danach du willst mich oder? Klar, nimmst du die alle mit, ja. Ja, was willst du denn? Nein, ich fahr dir oder du lass hier wieder fahren. Ja, ich weiß nicht, wie viel da reinpassen in der den Wohnung, großen oder? Gummibaum auch noch, was? Wenn jedes Stück du machst, du baust nicht, du lass für mich, ja? Oh, ja, die kannst du gerne haben. Oh, weia. Ja, zum Beispiel, der dort in der Ecke steht, der wäre mir schon zu groß für die Wohnung. Ja, den kannst du heute gleich mitnehmen. Ja, danke dir, Mama. Ja. Oh, weiter. Das ist so teuer, bitte kaufe mich gar nicht. Ja. Ich mache Spaß, ja, aber das... Den kannst du gerne mitnehmen. Mama, du... Das kannst du da hier behalten, dann nehme ich das mal mit hier, ne? Ich denke echt, Mama. Das lebe ich. Ja. Das packst du gerne. Was? Ich denke, das ist echt Oschide, aber das nicht echt, das ist kultisch. Den möchtest du haben? Nein, ich sag dir hier. Ich ach denke, so, ey. Das sind künstliche. Du weil hier die Sonne so rauf scheint, das mögen die Pflanzen nicht. Ja. Ich meine, hier ist eine Original, ja. Aber die hält noch durch. Die, ja. Ja. Und hier die Chrysanthemen, das, ja. Ja. Das ist ja schön Farbe, Mama, richtig hübsch Farbe, ja. Mhm, ja. Tschüss. Tschüss, tschüss. Gut. Hai vợ chồng Nguyên đi về nha cả nhà. Còn nhiều việc ở nhà lắm. Nguyên kết thúc video đây. Nguyên cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video.